Dành nữa. Dành nữa. Được, không sao, cái này mình làm được. Thế thì sao? Em đi đá hay là em đi cà mô? Mày cà mô lấy đồ sân rồi em ạ. Ôi em có động gì, quan trọng là mọi người cảm thấy thoải mái thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bạn này là đây là bạn đấy, bạn bắt tần gái. Che chéo một tí ấy, đến đoạn này lắng lắng này là một trường sau này thì là mới không bị lắng ấy. Ở đây là mắt nhất đấy em ạ. Em phải ngồi xuống để cho mọi người quay cho rõ rồi. Anh Tuấn đâu nhỉ? Anh dự bị rồi. Anh dự bị rồi. Ngồi đằng theo hết mà. Lại đau, lại đau. Ai đâu? Tuấn. Số cho chết. Tỷ số bao nhiêu chị? 3-2, mình 3. Nhưng đội này ra bàn hai quả hay thật. Hai quả thôi. Ra vào hai quả hay nhưng mà thì ra bên mình lỗi. Lỗi, nhưng mà họ vừa. Hai cũng hay. Vào đầu xúc. Một anh Tuấn phải vào trước một nhịp là đẹp. Anh vào anh người ta dê mà phát hiện rồi. Đội đương kim vô địch mà. Đâu? Á quân. Biết rồi nhưng mà đương áo quân của Fabiza đương kim vô địch của. Hai anh ơi. Của giải Ibaraki ạ. Đương kim vô địch mà. Mới đâu về mình không ra đâu. Tay hóa. Luôn là một, chứ là ghép vào là một. Ừ. Nói chung là nói đội nào cũng được. Cái đội này khá đều. Khá đều người. Người thay mà người ta đá 3 hiệp. Mỗi hiệp 20 phút chị. 15 phút, 15 phút. Mình đá 30 phút rồi. Không đi bóng mình không vào rắn, mình vào rắn tí này mình chơi luôn. Nhưng mà rắn con rắn 10.000. Không biết bên họ đá chắc mà. Không phải vào hai tí luôn. Nhưng mà rắn thì hai cái bên cùng rắn. Thì trận nó sẽ căng thẳng. Em cần đi ngoài ra nước. Cứ cẩn thận nào chắc cô. Không sao. Hết rồi. Ui giời, đội bóng là thua rồi. Đây, quả đấy đội bóng. Thang có mấy giờ rồi? 2 giờ. Đánh 3 giờ. Sao không đầu tư cái máy quay nhỉ? Người mà đầu tư cái máy quay thì hay. Có, vẫn bị hỏng. Dạ, bị hỏng. Máy quay bị hỏng, không dùng được. Nó phải vẫn thẻ nhớ quay xong thì không lưu được ấy. Như vậy. Như vậy đầu tư lắm luôn. Mình vẫn ở nhà. Hay! Ôi! Hello! Chưa vào? Chưa. Cái thằng này hay. Suýt hay, suýt hay. Không, em vẫn phải khen hay. Mình thấy nó đã chạm lưới rồi, rung lưới rồi. Phải rung bên ngoài, phải rung bên trong. Người ta bê hay thế nhở. Một tháng anh chưa tập lại. Hả? Cái gì? Lú rồi, lú rồi. Một tháng mà. Úi dồi. Tùng. Nhìn này biết Tùng rồi. Chuyên nghiệp rồi. Số 5. Không có khó đấy qua rồi. Chuyên nghiệp, cái đấy ngã là chuyên nghiệp. Ở đâu không biết cũng bị đau. À hóa ra là bạn Quốc. Bạn Quốc. Tưởng là Tùng. Tiếng to ngang Tùng. Em bảo rồi. Thế nên này hôm đó giải đá chất lượng lắm. Nào cho dùng đá dạng Ibaraki của mấy thằng FC Thanh Hóa đồ tặng ra cơ. Đá như Savi. Quái chạy đi. Vớt bóng chuyền bóng đỡ bóng. Thanh Hóa sai rồi. Vâng, cô đấy nó nghỉ rồi. Ê, Ibaraki chạy lên chạy. Này. Một phút lơ là đúng không? Ô, thật đâu thật lên. Khỏe nha. Khỏe thật. Người ta khỏe do là em yếu. Có hiểu không? Vì thế em chưa có nghỉ yêu. Ngắm được em nào anh, ngắm được anh nào chưa? Để giới thiệu cho. Ông nào cũng nắc nó. Em đi 8 tỷ bóng rồi chứ không giới thiệu. Khèn mãi. Để cho các đội nhà nản đúng không? Đội nhà mình em nói nhà mình à? Bé rồi anh. Có đấy
Tuấn Anh vật lý điểm số 5, anh nghệ truyền số. Ôi trời ơi. Ôi. Đấy. Mới đá ngay, mới đá ngay. Mình cảm thấy là chúng ta sẽ đá lại từ đầu. Cố lên các anh ơi. Mới không đá thôi, đá tiếp. Ừ, bây giờ mới đá hả? Chứ nên lấy là thử nghiệm. Xong một trận luôn thôi. Hết. Hết. Anh áo xem. Đấy nhanh thế. Ừ. Lúc lúc đeo cặp anh Tuấn là anh Tuấn mặc luôn luôn. Ừ. Ừ. Thế em mặc vừa không? Vừa anh. Vừa thôi. À quần với áo. Ừ. Em cũng một cửa thật trên mờ. Nó đăng ký sai lờ đấy. Không lờ mọi người đã lờ là hơi em chị ơi, mọi người sai lờ đăng ký nó hơi chặt. Ngắn mà. Anh trọng tài à? Sai lờ chặt là sao? Em lờ thì không lờ. Lờ anh Huy cũng được ngắn mà. Ngắn thì nó cao rồi. Sao sao sao? Sao anh lại biết? Đây nó dài ấy. Cái gì? Sao anh biết em gặp giờ anh trọng tài? Em thấy anh cầm coi. Cầm coi. Ừ, em mới biết trọng tài luôn. Trọng tài bây giờ háo hức nhiều hơn là... Không, em muốn xem trận đấu, nó không cần xem trọng tài. Trận đấu là chơi chân chuyên nghiệp ấy. Có phải mới hết rồi. Cậu xảy rất gì mấy đâu mà... Người ta bật một phát qua một tường. Tăng nhiệt. Người ta bật mình bật theo người, mình còn chạy. Nhiều các bạn nói là im nhở ta. Ta trong yên lặng ấy. Chơi tập trung, chơi tập nhiều nhau rồi thì không cần. Hay. Anh ơi, cố lên anh ơi. Rồi. Chúng mình cắt chuyên nghiệp rồi. Hay. Như bò vừa gậy rồi. Bò lên đồng quá. Anh Huy ơi, bò gậy hết rồi. Rồi lại phải bắt thủ môn rồi. Anh ơi. Anh ơi, gọi. Thôi. Cho anh tiền đúng không anh? Tiền đấy, tiền. Đây là thức sức để lên tiền đạo thôi. Không, thủ môn này bắt chị biết được không? Biết bắt. Đấy, lao từ dưới lên, giơ ngay thì cái đầu gối lên. Thủ môn đội là toàn đầu gối không, quả đấy là lên đầu gối trước, xong quả sau mới được đầu. Nếu không lên đầu gối thì ăn quả bóng vào tay luôn. Hôm nay là đội mình là thủ môn bán chuyên nghiệp. Ôi, rất đẹp. Bình tĩnh anh ơi. Hay quá. Một chút tụ. Anh ơi, cố lên. Niềm tin đặt vào cái chân trái của Marcelo. Chạy thuận bên phải. Kỳ lắm. Người ta chuyền nhiều. Nên giày má rất tinh tế nhá. Ok, hay quá. Người ta cầm bóng rất bình tĩnh nhá. Người ta cầm bóng tự tin. Hậu vệ không có nhá. Nước bóng vẫn rất tự tin. Đội này thi đấu không thái thật. Hay quá. 3 đánh 2 này. Hay quá em ơi. Hay. Hay anh ơi. Mèo tướng. Không quả phải bật nếu mà sút ở đấy anh nhớ. Nhẹ nhàng thôi. Quả đấy nhìn anh Tùng kia, quả anh Tùng đứng kia. Các bạn lúc này là mất thủ môn rồi, thủ môn đi cao quá rồi. Hãy còn đứng dừng lại một nhịp cho đứng nhịp. Không, cứ để bình tĩnh thôi, chờ đại danh khi lại bị đánh nhanh nào. Anh nhìn cũng còn đứng như khác mà họ. Nó còn là tỉnh bơ ấy. Đánh nhanh nào. Bạn ơi là tỉnh bơ thôi. Khốn nạn ấy. Anh cầm một tí. Tận dụng một phút thủ môn lơ là. Để tôi ra tôi tâm sự với anh tôi. Thế tôi anh tôi ngồi góc nhìn tội quá. Gọi ra đây. Bạn lười thế nhỉ. Lười chân nhà đấy. Long ơi. Việt đấy. Đấy, em tôi nó không biết gì rồi, nó ngây thơ thôi. Tụi em ngoan không bảo ngây thơ, không biết gì chứ. Thế là nó ngây thơ rồi. Em ngoan. Đó các chân gì đó. Chị ơi chị. Nhưng mà đứng khúc nước kìa. Ai có kẹo ăn không? Lấy gì ăn tạm đi. Biết được rồi. Mày cấm chị không phải cho cái thanh đâu, cho chị được rồi. Chứ chẳng mới quay cho nó nóng. Ngồi chỗ này thì chắc. Cái kia mãi chỗ này rồi mà còn ngồi chắc của chị nữa. Em ngồi trên đây em. Trọng tài đừng lắng đúng mưa, ai đúng cái mắt đó bao giờ. Ôi. Hay quá. Đất chân của em đi đợt mới mới. Vừa ngoài em gọi anh Đức. Chân. Em gọi anh Đức, anh Xuân Đức ấy chị. Chị còn có gì đâu. Chị chưa, chị bảo em.
con chị cả chị. Ừ, trong khi kia là kiểu nó chấm anh. Anh Trung Đức kìa, con lăng quạ, anh lăng quạ. Chú anh vào lấy bài với anh, chú anh. Em ra cái ba trọng tài mà anh. Ờ, nó bắt trọng tài. Đi cầm đó, em đi lấy đi. Cặp cái ba lộ, cái ba lia anh nhỉ. Ê. Em tay vào anh. Em trọng tài mà anh. Em trọng tài mà anh. Anh ấy quá chọn tay rồi, em bấm còi rồi sao quá rồi. Thôi, còi là con đấy nhỏ đấy, sao phải làm còi to hơn. Mấy nhân đang là hay phương chứng tỏ thôi, em cũng để ý đấy. Không, em đang nói chuyện chị em mình thôi, chứ còn thôi. Nhưng mà em để ý phết nhở, chị có nhìn thấy. Chị quay thôi, chị có biết cái gì đâu. Chị quay cho đừng bóng. Ừ, chị quay cho đừng bóng. Tối nhìn trong đấy sao nhìn đấy. Đi được, đi. Quay hơi gần, quay hơi gần. Bóng nhìn viên. Bóng à. Trên đường chéo là chị ạ, không màu lắng ấy. Có người đá. Đá người đá bóng nhiều quá này, dễ đá. Mình đá bóng, mình tấn mua. Mình tấn mua bóng to ấy, đá bóng đi khó đi lắm. Nó được ai đấy? Có người đánh bộ. Lên luôn. Hay quá. Ôi giời ơi. Hay quá. Hay quá. Thằng cu em nó mới có được cửa đầu mới hay quá. Ôi, em sắp sửa định ngựa màu lớn nữa, khá nhộm lần nữa này. Ông giờ đỏ rồi. Không, đây em mới nhộm lại màu hồng. Em mới nhộm à? Màu hồng nhộm trước Tết âm một tuần để chơi Tết. Phải chơi tí. Anh là đầu hơi tăng. Màu hồng cơ, màu mới đẹp cực luôn. Ừ. Hồng nhạt nhạt ấy. Thôi kệ, không quan tâm, không quan tâm lắm, mình không ăn được nhộn đâu. Tao mình vẫn là đen tự nhiên. Đầu tháng 5 nhộn màu gì? Tao mình là đen tự nhiên. Nhộn lần. Mình không có nhu cầu nhộn tóc, xanh ạ. Hai người. Ai kia? Ông Đức đúng không? Đức nào? Đức thủ môn không? Đâu? Nghe là Đức thủ môn nào ở đây? Tôi nhìn giống đấy, nhìn cái dáng một quán kia. Bất cứ đây, bất cứ đây. Nước không người nó nhắn nó hỏi khi nào đá mà. Ừ, chưa về à? Chưa. Đang dịch mà. Chưa được về, em mở đường về rồi. Em nước rồi. Nước đúng không? Nước hôm trước nó nhắn nó bảo khi nào đá. Bóng gần sao quay mặt. Thật là lâu lâu nhiều sân muốn đến chơi. Ui, thủ môn nó tăng nhé. Thủ môn là thủ môn nó tuyển đấy, đội tuyển. Ừ, thủ môn nó chuẩn đấy. Sang cánh kìa. Ui trời ơi, chậm thế. Ôi. Hiền say nắng. Hiền quay nhiều say nắng. Cá sấu mắc cạn. Cầm một cá sấu lên bờ. Cầm một gốc. Phải lấy đẩy sang bên kia là một nhịp thôi mà. Không nhìn thấy đâu không? Em nó quay nhiều quá nên là em bị chóng mặt. Rắn ra mà. Thảo ơi. Rổ lốt thằng Long ở đây. Long thở gì bảo. Chứ mày rảnh quay em ơi. Không, ra quay chị đang nghỉ. Không cần. Đồ thì cho ra quay chị. Mới bao rồi? 15 phút à? Ừ, 15 phút. Thế sao hết rồi chị? Còn 1 phút nữa, 2 phút nữa. Thêm 1 giờ, thêm phút nữa chị. Thế cứ đá thoải mái mà, nó gì đâu. Mới đá nhiều lắm, 15 phút. Còn đội sau nữa mà. Còn đá nhiều lắm, 3 giờ cơ mà. 5 giờ. Ơ, đội này đá 3 giờ. Đội khác mà. Đấy, tôi bảo là còn nhiều thời gian này. Cứ nghỉ ta dần thôi mà anh em canh cơ. Nói chung là đội cỡ ra chứ 1 phút, 2 phút lại vào luôn mà. Đội kiểu đó, hình như anh ấy đội đá suốt. Không biết là dịch kiểu gì thôi. Hay thế. Ôi, thủ môn mình hay quá. Ôi. Như con gọi bọn nó. Có thủ môn mới long rồi. Quăng, con long quăng. Đúng, con long quăng luôn. Có thủ môn mới rồi. Thế mà mình cũng ra. Nó ngồi đây nó gọi Mila, tôi cầm ô với Mila. Cái gì? Nó ngồi đây nó không cầm, nó chỉ mà nó gọi Mi Mi dai cầm ô chị. Em gọi cả đôi ra cho nó quay với nhau cơ. Kia không ra kìa. Mi cứ bắt nạt em nó. Sao nó ngồi nghĩ thì nó mới đá xong. Đúng rồi. Người ta cầu thủ mà nhá. Ưu tiên. Anh ơi nuôi xuống tí đi. Nhanh đi, sau hai người lại giờ nó nuôi nhá. Lên. Đây là lên là lên. Em ơi, 1 giờ 1 phút nhá. Dạ vâng. Thì số 3 cho anh, số 3 cho đúng rồi. Ừ. Ừ. Xin lỗi mắt chị cận không nhìn thấy.
Ừ. Xong xếp số 3 rồi, còn 2 phút. Khoai vừa bị lôi ra cạo lông chị ạ. Cạo lông lại xuyên là sau nó mọc lên cứng hơn đấy. Em bị lôi ra. À. Thế đi trượt đi. Đây, hôm qua đi đây. À, đi tưởng cạo ở nhà. Đi thường xuyên vào, bữa trước chị đi được nửa năm. Đi nửa năm hết chứ. Chứ phải theo quán nó 2 năm đấy. Không hết đâu. À, đi ghế á, đi ghế mà của mùa yên đấy á. Hả? Đi mùa yên đấy á. Điên à? Mỗi ngày lần hơn 2 mạng. Không bao nhiêu? Mỗi lần hơn 3 mạng 2. Chị đâu còn thân là hay gì? Ừ. Giang làm. Em bảo chị em đi thôi, chị lười không đi nữa. Giang làm mỗi bà làm 3 ấy. 2 tháng một lần. Chị ạ, Giang làm 3 không làm lên làm mặt. Giang á? Giang Tùng á? Ở đâu? Singapore, gần muốn. Singapore, Việt Nam à? Ừ. Nhưng mà máy độ hết rồi. Như là của Việt Nam gì? Ừ, thế bắt đầu chị qua mà không chị không chị không được làm mặt massage mặt với cả cái rồi rồi chị một phút nhá, một tí một phút lại cho gần thằng này cũng muốn đến số 3. Thôi cái này thôi người Chân chân người ta có phải đánh người đâu mà đánh người đâu mà. Ủa phan náo loạn chứ không thành. Ôi hay quá em ơi. Vợ ban quản lý. Mình có lại video toàn giọng bà thêm. Vợ ban. Em xem ơi, giọng mình nghe chú lắm. Chứ trước Hòa cũng quay thế, vợ nghèo ở chùa lép. Em ơi, thử giấc hết giờ đi, để nghỉ đi. Em Hòa không khen hẹn các bạn. Khai bóng hết giờ đi. Để nghỉ sao làm cho tiếp. Chú ơi, giọng giọng. Thì mỗi người mang một chai mà không ăn không mang thì là không có nước thôi. Ok, hết rồi ạ.